Và cũng trong ngày vui hôm nay, cũng xin được mời chị Ngọc sẽ có đôi lời kể đến tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay. Xin được mời. Anh bạn chơi lên trên lòng, anh bạn chơi đứng chụp lòng. Hôm nay okay, rất là cảm ơn tất cả các anh em đã đến đây cùng với gia đình mừng buổi lễ sinh nhật cho bé Gia Bảo và bé Bảo Châu. Hôm nay là một sự trải nghiệm đầu tiên của Sugar Town lại tổ chức cái sinh nhật cho hai cháu. Thì cũng cảm ơn anh Đồng, thầy Tiến đã điều hành cùng các anh em bếp trưởng, bếp bắn và các anh em phục vụ cũng như là tất cả các cô chú ở bên Hương Thị. Hôm nay là chúng ta quậy một bữa thiệt là vui nha. Các cô chú có chuẩn bị đồ bơi chưa? Đi cái gì đâu? Mặc quần nha. Tí nữa ai mà không có đồ bơi thì cũng sẽ bị tự, cũng sẽ bị lột đồ và bị quăng xuống hồ nha. Rồi Bảo, Gia Bảo với Bảo Châu có lời gì muốn nói với các cô chú không? Tụi con cảm ơn các cô chú. Hôm nay là bánh thì tụi con đẹp quá nè. Cô chú thấy tham dự. Con cảm ơn các cô chú nè. Cảm
mua quà cho con. Đến tham dự sinh nhật con. Cảm ơn bố mẹ, cô Ngọc Diễn Phong và tất cả mọi người cô chú đã tặng sinh nhật và tham dự sinh nhật con ạ. Tôi xin được cảm ơn những lời phát biểu của chị Ngọc, Gia Bảo cũng như Bảo Châu. Và giờ đây, xin mời tất cả quý vị hãy cùng nâng ly khai tiệc. Vâng, các anh chị ơi, cho em hỏi ly đâu ạ? Sẵn sàng ạ? 1, 2, 3! Vâng, một lần nữa thay mặt cho tập thể anh chị Hương Thị cũng như Super Town xin được chúc mừng Gia Bảo cùng Bảo Châu thêm một tuổi mới đầy sức khỏe và ngoan ngoãn, học giỏi, tiếp bước thành công.